Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay lại với kênh Đam Mê Cá Vàng. Thì gần đây sau những ngày nắng chói chang nóng bức thì cuối cùng cũng đã có vài cơn mưa xoa dịu cái nắng gắt này. Nhưng mà những cơn mưa này thì cũng báo hiệu cho một mùa mưa sắp đến. Vậy là mình đã lên ý tưởng tặng các bạn một video có nội dung là cách chăm sóc cá vàng vào mùa mưa, để các bạn có thể trang bị trước những kiến thức cần thiết để không có bị bỡ ngỡ và chuẩn bị cho cá vàng một mùa mưa thật là mát mẻ và mạnh khỏe nha. Các bạn đừng quên là các bạn hãy nhấn subscribe và nút chuông để nhận thông báo khi Đam Mê Cá Vàng có video mới nha. Và để xem video mới nhất của Đam Mê Cá Vàng thì các bạn hãy search với từ khóa là Đam Mê Cá Vàng, và video hiện ra đầu tiên đó chính là video mới nhất của Đam Mê Cá Vàng. Và để mua các sản phẩm của Đam Mê Cá Vàng thì các bạn có thể mua hàng tại Shopee với từ khóa là Đam Mê Cá Vàng. Các bạn có thể tìm thấy shop của mình hoặc là các bạn liên hệ trực tiếp qua hotline 0869 242 393 hoặc là fanpage và Instagram Đam Mê Cá Vàng để đặt hàng chi tiết nha. Và để cập nhật các chương trình khuyến mãi theo từng tuần tháng thì các bạn hãy theo dõi qua fanpage Đam Mê Cá Vàng và Instagram cùng tên. Và thông qua hai kênh này thì mình cũng có những chia sẻ, những cái tip nhỏ hữu ích trong việc nuôi cá vàng, thì các bạn hãy theo dõi nhé. Bây giờ thì mời các bạn xem tiếp video thôi. Đối với cái việc mà nuôi cá trong mùa mưa thì cũng có vài những cái ghi chú mà mình sẽ liệt kê sau đây để các bạn cùng chú ý nha. Thứ nhất đó là điều mặc định, đó là khi mưa xuống thì nhiệt độ nước sẽ giảm. Khi mà nước mưa rơi vào, việc đầu tiên đó là cái nhiệt độ nước của cái hồ cá đó sẽ có biến đổi. Và khi mà nhiệt độ nước giảm quá thấp có nghĩa là mưa quá nhiều và sẽ gây ra một cái hiện tượng gọi là nhiệt độ của nước bị giảm đột ngột, thì cá nó sẽ có hiện tượng đó là cá bị sốc. Và thường thường ngay cả mà khi mà nhiệt độ biến đổi từ 2 đến 4 độ thì cái quá trình đó cũng cần vài ngày. Nhưng mà đột nhiên nhiệt độ giảm xuống thì cơ thể của cá nó sẽ không có đáp ứng kịp, sẽ không có theo kịp. Lưu ý thứ hai đó là biến đổi pH. Trong việc nuôi cá vàng thì cái giá trị pH rất là quan trọng, và cái giá trị cơ bản là 7, đó là trung tính. Và khi cái giá trị thấp thì là chứng tỏ là cái độ axit của cá cao, và khi mà cái giá trị càng cao thì có nghĩa là tính kiềm cao. Và khi mà độ pH biến đổi đột ngột thì cái phần da của cá, cái phần niêm mạc của cá đó, sẽ trở nên bị khô ráp, và kết quả thì cá nó sẽ dễ bị các tình trạng như là bị xuất huyết nè, hoặc là bị nhiễm khuẩn nè, và nó cũng có thể là nguyên nhân gây ra bệnh nấm mang. Các bạn lưu ý là nước mưa ở cái môi trường thành phố, ở cái môi trường ở thành phố thì thường nó sẽ có cái tính axit cao. Nói tóm lại là khi mà mưa xuống một cách nhiều, mưa xuống nhiều thì gây biến đổi pH, và cái sự biến đổi pH đó sẽ dễ dẫn đến cá bị bệnh xuất huyết này, hoặc nhiễm khuẩn. Và chính bản thân mình khi mà nuôi cá ngoài trời á, lúc đầu mình không có biết thì mình cũng thấy là vào mùa mưa thì cá nó cứ ngập mỗi sau một cơn mưa thì cá nó rất là dễ bị mắc những cái căn bệnh. Ví dụ nhìn bữa sau thì thấy là cái người cá bị đỏ lên, hoặc là đuôi cá nó sẽ bị đỏ lên. Tuy nhiên vào mùa mưa thì cũng có vài cái lợi ích do những cơn mưa mang lại. Đó là khi mà mình nuôi cá ở ngoài trời thì nước nó thường hay bốc hơi. Nếu mà có trời mưa xuống thì cái lượng nước nó sẽ được bổ sung một cách tự nhiên. Và tất nhiên là cái nước đó mình cũng không có cần phải khử cờ lo. Ngoài ra thì khi mà nhiệt độ quá cao thì cái khi mà mưa xuống thì cái nước mưa đó sẽ làm cho cái nhiệt độ trong hồ nó sẽ được xoa dịu. Nhưng mà cái vấn đề nằm ở đây, cái vấn đề quan trọng nằm ở đây đó là cái số lượng nước mưa nhiều hay ít. Nếu mà nó nhiều quá thì nó có thể bổ sung được nè, nó có thể làm xoa dịu nhiệt độ. Nhưng mà khi mà nhiều quá như vậy thì tất nhiên là biến đổi pH nè, nhiệt độ nước nó bị giảm đột ngột, bị biến đổi đột ngột thì như vậy thì sẽ không có thích hợp cho cá, không có tốt cho cá. Tóm lại là mưa xuống cũng là một cái dấu hiệu tốt, nhưng nếu mà cái lượng nước mưa đó thích hợp thì cá nó sẽ hoạt động một cách tích cực.
Tiếp theo nữa, đó là vào mùa mưa thì vi khuẩn sẽ dễ sinh sản. Vào mùa mưa thì nhiều bạn nghĩ là chỉ tí tách vài hạt là không sao, nhưng mà thật ra thì vi khuẩn nó rất là dễ sinh sản ngay cả khi mà trong cái bể chứa cá. Và ngoài ra thì cái nhiệt độ nước ẩm á, là một cái điều kiện để mà vi khuẩn là cái thiên địch của cá, ví dụ như là cái loại vi khuẩn Pseudomonas hoặc là loại vi khuẩn Columnaris nó sẽ sinh sôi nảy nở. Và nếu mà nuôi cá trong bóng bóng râm á, thì các bạn hãy làm sạch cái phần đáy của cái hồ cá, nói chung là làm sạch phân và thay nước thường xuyên để mà ngăn chặn cái sự sinh sản của vi khuẩn. Vào mùa mưa thì vi khuẩn nó sẽ dễ sinh sôi, nhưng mà hồ cá nó lại có một cái đồng minh rất là đáng tin cậy, đó chính là mặt trời. Vào mùa mưa thì nhiều khi là âm u nè, trời thời tiết âm u thì mình khó có thể có được cái ánh mặt trời gọi là chói chang hoặc là nóng, nhưng mà cái tia tử ngoại á, nó liên tục chiếu trên mặt đất. Như bạn biết á, thì cái ánh mặt trời tia UV á, là nó có tác dụng diệt khuẩn, nhưng mà nếu mà cứ mưa hoài mà không có ánh nắng luôn á, hoàn toàn không có ánh nắng, ví dụ như là bão hoặc là áp thấp nhiệt đới chẳng hạn, cứ mưa suốt không thể thấy được ánh nắng thì nói chung là nó cũng hơi căng đó. Ngoài ra khi mà nước mưa rơi vào quá nhiều á và cái nhiệt độ nước giảm xuống quá nhiều thì cái điều này cũng sẽ làm cho cá bị kiệt sức và rất là dễ làm mất thể trạng của cá. Có một cái biện pháp mà ngăn chặn sự biến đổi đột ngột trong cái hồ nuôi cá, đó là các bạn phải che ở phía trên. Và với cái miếng che, ngoài việc tạo bóng mát thì nó còn có thể giảm được những cái ảnh hưởng của mưa và gió nữa. Nên là mình nghĩ là đối với các bạn mà nuôi cá ngoài trời á, thì các bạn nên trang bị một cái mái che. Các bạn có thể làm là cái mái che đó là giống như dạng mái vờm ở che ở trên, hoặc là các bạn có thể làm một cái nắp để mà đậy đậy in cái hồ chẳng hạn. Nếu mà cái hồ đó nó nhỏ, nó vừa để các bạn làm thành cái nắp, thì các bạn có thể đậy vào vào buổi tối, tránh những cái con khác, ví dụ như con mèo chẳng hạn, nó đi qua hồ cá, hoặc là những lúc mà trời mưa thì bạn có thể đậy nó lên. Nên là cái việc đó nó có thể bảo vệ cho cái hồ cá của bạn. Khi mà mùa mưa vừa qua, có nghĩa là tới mùa hè, thì mùa hè các bạn biết khi mà mình nuôi cá vàng á, thì mùa hè có thể nói là đỉnh cao của cái sự phát triển của cá. Và mùa hè này nha, thì nhiệt độ nước tăng lên, là cái sự trao đổi chất cũng tăng lên, vì vậy cá nó cũng ăn nhiều và nó phải phát triển nhanh hơn nữa. Với những cái người mà muốn muốn nuôi cá lớn á, thì là mùa hè là cái thời điểm tốt nhất để mà cho cá ăn thường xuyên, bởi vì nhiệt độ nước tăng á, nên là cá nó cứ hoạt động nhiều, nó trao đổi chất nhiều, nó ăn nhiều. Là trong vòng 3 tháng thôi thì bạn sẽ thấy là cá nó sẽ lớn một cách rất kinh ngạc. Và mùa hè cũng là cái mùa tốt nhất cho những cái sinh vật nhỏ bé phát triển, ví dụ như là trứng nước, bo bo các thứ. Thì vào mùa hè này thì có ánh nắng nhiều cũng là điều kiện tốt nhất cho nước xanh phát triển, thì nước xanh nó sẽ tạo nên màu sắc và khả năng miễn dịch cho cá, đặc biệt là trong môi trường tuyệt vời cho cá. Nhưng mà nước xanh quá thì các bạn sẽ không có nhìn thấy cá, nên là nếu mà nước xanh quá thì các bạn nên lấy bớt nước xanh ra và pha loãng cái phần nước xanh đó để mà thích hợp hơn cho cá. Tóm lại á, là mưa mà nó có mức độ vừa phải thì không sao, nhưng mà nếu mà bão táp ầm ầm ấp thấp mưa triền miên á, thì nó rất là nguy hiểm. Nên là để chắc ăn á, thì các bạn hãy che cái hồ cá của bạn. Có rất là nhiều cách che, bạn có thể tham khảo ở trên mạng ha, bạn có thể tự làm được. Và nuôi cá ngoài trời thì rất là dễ bị chi phối bởi thời tiết, nhưng mà xác suất để cho cá nó được lớn là một cách khỏe mạnh và tự nhiên á, thì nó rất là nhanh. Nên là mình khuyên các bạn hãy cố gắng nuôi cá ngoài trời, bởi vì điều này rất là tốt cho cá. Và các bạn khi mà các bạn đã có một thời gian nuôi cá trong nhà và ngoài trời rồi, ví dụ như là mình đã có một thời gian dài nuôi cá ở trong nhà, ở trong phòng kính, sau đó ra ngoài trời, thì mình đã nhìn thấy được cái sự khác nhau giữa cái hai cái về sức khỏe nè, sự tăng trưởng của cá nữa nè. Nên là mình khuyên các bạn hãy cố gắng nuôi cá ngoài trời. Thì cái video clip nói về cách nuôi cá vàng vào mùa mưa thì nó chỉ ngắn gọn như vậy thôi. Mình đã có một cái bài chia sẻ với các bạn rồi, nhưng mà nó lâu lắm rồi, nên bây giờ là với lại là
Mình cũng muốn làm lại để mà lưu lại cho các bạn có thể xem bất cứ lúc nào các bạn cần ấy. Và mình hy vọng rằng cái video này sẽ giúp cho các bạn có những kiến thức đúng để mà chuẩn bị cho mùa mưa sắp tới nha. Cảm ơn các bạn đã xem đến cuối video. Xin chào và hẹn gặp lại ở video tiếp theo. Bye bye.